Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Gò Vấp. Hôm nay kênh giới thiệu cho anh chị một căn nhà mặt tiền đường nhựa thông 12m, tọa lạc tại Quang Trung, phường 8 của Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà một trệt một lầu, sổ hồng riêng công nhận 60m2. Nhà thì xây từ lúc xưa rồi nhưng mà vẫn còn rất là cứng cáp chắc chắn, bởi vì đúc thiệt cấp 3 bê tông cốt thép. Ban công rộng thoáng mát như hình đây anh chị. Đây, chúng ta đang ở trên lầu. Và đây là nhà kết cấu đúc thật bê tông cốt thép, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, sân thượng phía sau rộng. Đây, mặt tiền như mình thấy. Tọa lạc tại Quang Trung, phường 8, gần trường Nguyễn Công Trứ. Cách trường Nguyễn Công Trứ chỉ có 50m mà thôi. Đây, mặt tiền của một cái đường nhựa thông tiện ở đông người, vừa làm văn phòng mà lại được sở hữu cho một cái diện tích đất công nhận tới 60m2. Này, mình quay kỹ, toàn là khu nhà lầu giàu có cao cấp, mặt tiền đường nhựa. Đây, mặt tiền đường nhựa rất là đẹp luôn. Chẳng những xe hơi đậu cửa tránh nhau mà bên phải đường này 12m là đường mỗi bên 1m rưỡi, nhưng mà cái khu nhà mình trừa rộng lắm. Chiếc Kia Morning đậu vô thoải mái, chưa cần phải vô cái sân này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vào nhà để chúng ta coi lại cho kỹ nha anh chị. Cô đang đứng ở nhà để quay ra trước đường. Gần nhà mình cách bên phải 30m thôi là có cái khu công viên anh chị. Trẻ em vui chơi, người già ra đây vui chơi, bản thân mình đi dạo ra đây sau giờ cơm tối, quá tốt cho sức khỏe. Phụ nữ có bầu đi bộ ở đây thì miễn chê. Cách phía ngược lại 150m là trường Nguyễn Công Trứ, quá gần cho một cái trường điểm cấp 3 của quận Gò Vấp mình. Thì chúng ta quay lại nhà để chúng ta check kỹ cái nhà một lần nữa. Ban công của nhà đúc chắc chắn, 3 phòng ngủ, 2 trên lầu, 1 dưới đất. Khu nhà lầu cao cấp. Thửa đất hơi xéo hình tam giác, cho nên phía trước nhà rộng hơn. Mà giải hóa giải cái này thì tí nữa Vũ sẽ có một đoạn video ngắn cho một cái căn biệt thự tương tự tại phường 8, tại đường số 18 phường 8 cũng như thế này. Gia chủ cắt cái phần đất này ra làm sân và làm tiểu cảnh hòn non bộ hồ cá rất là đẹp. Đây, còn nhà thì đã xây vuông vức rồi, không có phải méo mó gì hết á. Nhà một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, 2 vệ sinh, sân thượng sau, ban công trước, vuông vức. Đường xá thì miễn chê. Hẻm xe tải thông, ở kinh doanh làm văn phòng. Nói thiệt có 3 tỷ, giá 3 tỷ 6 chốt, không thương lượng, chốt nhanh. Có 3 tỷ 6 mua căn nhà này ở là quá tuyệt. Cho một cái căn nhà tiện ích, tiện nghi, tiện dụng cho sự phát triển của tương lai, bởi vì nó chỉ cách thông bốn phía luôn. Ra đường Quang Trung là 300m, ra đường số 14, ra đường số 21 là 300m, ra Ủy ban phường 8 cây Trâm là 300m, xung quanh là cách trường Lương Thế Vinh 300m, cách trường Nguyễn Công Trứ 150m, cách công viên nhỏ 50m. Đây, mình bên phường 8 cũng có một cái căn thế đất y chang như thế này, cũng rộng phía trước. Và gia chủ xây nhà lên vuông vức và cắt cái bên hông ra làm cái tiểu cảnh non bộ hồ cá như đây. Thế đất này giống hệt thế đất của cái căn vừa rồi mà chúng ta tham khảo. Các anh chị nên chú ý xây dựng như thế này để căn nhà của chúng ta hợp phong thủy mà lại có một cái khoảng sân vườn hữu dụng, lọt thỏm giữa thành phố Hồ Chí Minh mà lại có một cái nhà có sân vườn là quá tuyệt. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe và quý vị đừng quên đăng ký kênh nhé.